Xin chào các bạn. Hôm nay mình đưa các bạn đi ra đồng với mình để trồng củ khoai lủi, khoai sọ nha các bạn nhé. Đây là khoai giống của mình. Đấy, nó đã bắt đầu lên mầm rồi đấy các bạn này. Đấy, và đây là những cái bao phân chuồng. Và đây là phân hóa học của mình. Phân chuồng mình đã trở ra, mình đắp đống. Riêng trồng cái phân này thì cái giống này thì các bạn phải thật nhiều phân chuồng các bạn ạ. Đây, những cái bao phân chuồng mình đã trở ra đây và mình chuẩn bị cho trồng khoai. Đấy. Bây giờ hôm nay với trời nó mới mưa ẩm ẩm đất thì mình mới trồng thôi các bạn nhé. Nếu các bạn trồng mà đất khô quá là nó không mọc được thì nó cũng nằm im đấy thôi các bạn ạ. Bây giờ là đầu tháng 11 chúng ta trồng. Thì khoai của mình thường thường là nó chỉ 3 tháng thôi. Nhưng mà bây giờ mình trồng thì thứ nhất là nó vừa rét, nó vừa khô. Thì chắc hẳn là nó phải rơi vào tầm 4 tháng các bạn ạ. Thì chắc là phải hết tháng 2 chúng ta mới thu hoạch được. Cái khoai này là mình thu hoạch từ tháng 5. Thế xong rồi tháng 6, tháng 7 mình trồng đấy. Thì là bây giờ mình thu hoạch được và bây giờ mình để dành những củ nhỏ này thôi. Những củ nhỏ và củ khoai cái, khoai mẹ là mình trồng. Còn những củ khoai ngon thì mình để làm khoai thương phẩm, khoai ăn nhé các bạn nhé. Và các bạn ơi, mình đã cuốc hố và mình cho phân hóa học xuống dưới rồi nhé. Đây mình trồng cái phân hóa học cao cấp 5, 10, 2, 10, 14S đấy các bạn. Đấy, và các bạn hãy cuốc hố cho mình coi như là hàng thông, hàng cách hàng là 60, còn cây cách cây là 35 đến 40 các bạn nhé. Đấy, thì chúng ta trồng như thế thì để sau này chúng ta vẫn có cái hàng thông để chúng ta vun. Và bên này mình đã cho phân hóa học xong rồi. Xong rồi mình bỏ phân trấu, phân chuồng hoai mục ấy các bạn. Đấy, và mình thử nghiệm cho một chỗ mình trồng coi như là phân chuồng hoai mục và mình trồng thử một chỗ nguyên cái phân coi như là rơm dạ này, mình dùng chế phẩm sinh học để mình ủ. Hôm nay là được một tháng rồi thì mình bắt đầu mình mang ra mình ủ xong rồi mình trồng. Thì cái chỗ này mình trồng thử xem là nguyên phân hóa học với lại cái rơm dạ này. Đấy, xong rồi mình trồng thử cùng với cái phân hóa học cùng với lại phân chuồng ủ hoai thì xem là sau này cái chỗ nào nó sẽ tốt hơn nhé các bạn nhé. Đấy. Đây là rơm dạ mình ủ hoai, mình dùng chế phẩm sinh học mình ủ đấy các bạn. Ủ được một tháng rồi thì hôm nay mình bắt đầu mình mới mang đi để mình bón, mình trồng. Mình bón rau thì quá tuyệt vời rồi các bạn ạ. Mình bón rau muống, rau bí, rau tất cả các loại rau thì cái loại rơm dạ ủ này thì quá tuyệt vời. Thế nhưng mà còn trồng khoai này thì mình nghĩ chắc là cũng ổn thôi. Bởi vì cái này nó làm cho độ tơi xốp đất. Này các bạn nhìn này. Đấy. Và tiếp theo là mình đã bỏ phân như thế này rồi thì các bạn hãy thả củ cho mình nhé, thả khoai giống cho mình nhé. Và cái đống phân của chúng ta ở giữa mình đã bỏ phân hóa học bên dưới này, phân chuồng này, xong bây giờ trên chốc là mình hãy thả cái củ khoai giống này, mình thả củ khoai giống ở giữa nhé các bạn nhé. Cứ thả củ khoai giống ở giữa. Xong rồi các bạn lấp một lượt đất mỏng lên trên thôi. Chứ không cần lấp sâu đâu các bạn nhé. Đó. Để cho củ khoai của chúng ta nó nhanh mọc. Thế sau này thì khoai của chúng ta nó nổi lên là nó sẽ đẻ nhiều hơn.
Khi khoai của chúng ta bắt đầu đẻ rồi thì chúng ta lại đi bón phân và chúng ta vun. Thì lúc bấy giờ là củ khoai của chúng ta nó thành chùm, thành rúm. Nó đẻ nhiều các bạn ạ. Và các bạn ơi, chúng ta đã cho phân, cho giống và chúng ta lấp phẳng đây này rồi nha các bạn nhé. Cái yêu cầu của cái này là các bạn hãy trồng vào cái đất nó không được trũng nước quá. Chính vì thế nên là xung quanh mình phải gon rãnh này các bạn này. Đấy, mình phải gon rãnh. Và tiếp theo là các bạn hãy dùng rơm dạ hoặc là cỏ khô cũng được. Các bạn hãy phủ lên cho mình, phủ đều lên. Phủ thế này á thì nó được rất là nhiều tác dụng. Cái thứ nhất là nó sẽ không mọc cỏ. Cái thứ hai là tạo cho xốp đất. Và cái thứ ba là nó sẽ giữ độ ẩm các bạn nhé. Khoai, riêng cái giống khoai môn, khoai sọ này á thì nó phải cần ba yếu tố như thế. Thứ nhất là độ ẩm vừa phải. Đấy. Trũng nước quá cũng không được các bạn ạ. Nếu mà khô quá thì nó cũng kém phát triển. Và phải tơi xốp. Đất tơi xốp các bạn nhé. Đấy. Các bạn phủ thế. Nếu như các bạn không có rơm dạ thì các bạn có thể dùng cỏ hoặc cây ngô, cây lạc. Của nhà nông thì nó rất là nhiều, kể cả cỏ các bạn nhé. Các bạn phủ lên. Nếu như mà bần cùng bất đắc dĩ mà không có các loại che phủ thì các bạn hãy phun cho một lượt thuốc trừ cỏ hạt để cho nó đỡ mọc cỏ. Bởi vì cái khoai này của chúng ta nó cũng lâu mọc ấy các bạn. Mà mọc lên thì chúng ta không chăm sóc ngay. Đấy, mọc lên thì đến đợi đến lúc mà nó ra củ con chuẩn bị đẻ rồi thì bắt đầu chúng ta mới vun và chúng ta bón thúc. Thế nên là thời gian của nó cũng khá lâu. Thì nếu như có cỏ thì chúng ta lại phải xới. Thế nên là chúng ta nếu như chúng ta mà không có cái rơm cái dạ này chúng ta phủ thì các bạn hãy phun một lượt thuốc trừ cỏ cho mình nhé. Cái cỏ hạt ấy. Nhưng nếu các bạn mà có cái độ phủ như thế này là tốt nhất rồi. Mình làm rơm dạ để làm phân vi sinh nhưng mà mình vẫn bớt lại một ít để mình dùng vào cái việc này đây. Mình không dám dùng hết đâu các bạn ạ. Đấy các bạn phủ như thế cho mình nhé. Đấy, phủ như thế này thì là hạn chế cỏ lắm các bạn ạ. Và giữ độ ẩm, giữ độ tơi xốp đất. Sau này khi mà cây khoai của chúng ta lên mà chúng ta phải vun phải xới rồi á thì cái rơm cái dạ này chúng ta hãy vén nó vào gốc lại làm cái độ xốp của đất. Thế xong bắt đầu là chúng ta vun đất lên trên chốc. Ui dồi ôi, thích lắm các bạn ạ. Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Và trên đây mình đã chia sẻ với các bạn cách trồng khoai môn, khoai sọ làm sao cho hiệu quả, năng suất nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì xin hãy comment và gọi cho mình theo số điện thoại 0898 717 146. Mình sẽ trả lời những thắc mắc của các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ.